Xin chào quý vị và các bạn. Ngày thứ hai đầu tuần, dự báo những cơn mưa ở Bắc Bộ đang có xu hướng giảm dần, nắng nóng xuất hiện cục bộ. Còn tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng sẽ mở rộng nhiều nơi. Còn phía Nam thì mưa dông vẫn sẽ xảy ra rải rác về chiều tối. Ở Bắc Bộ, những cơn mưa vẫn đang tiếp tục giảm, tạo điều kiện cho vùng thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển trở lại. Vì thế mà ngày đầu tuần, Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời nắng sớm với cường độ nắng mạnh, nền nhiệt ngày tăng lên mức 33-35 độ. Còn với khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cũng tăng nhẹ lên ngưỡng từ 31-33 độ. Từ ngày mai, mùng 6 tháng 8, nắng nóng sẽ tiếp đà mở rộng hơn. Khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo nắng nóng ở các khu vực có khả năng còn kéo dài trong những ngày sắp tới. Với khu vực Trung Bộ, hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây tác động khiến nắng nóng mở rộng dần, nên hôm nay cả dọc miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào cho tới Khánh Hòa đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35-37 độ. Riêng phía Tây, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi còn trên 37 độ. Dự báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở miền Trung sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam sẽ tiếp tục gây mưa dông về chiều tối cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhưng do mưa lui về thời điểm muộn nên trong ngày, nền nhiệt ở cả hai khu vực hầu như ổn định, duy trì từ 30-33 độ tại vùng cao Tây Nguyên và từ 33-35 độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ. Trên biển ngoài khơi khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, mưa chỉ xảy ra một vài nơi. Ngày đầu tuần, nắng đang chảy đều trên khắp 3 thành phố lớn trên cả nước. Thủ đô Hà Nội hôm nay trời nắng từ sớm, trưa chiều nay nắng mạnh với mức nhiệt tăng cao lên mức 35-36 độ, xuất hiện nắng nóng cục bộ tại khu vực trung tâm thủ đô. Dự báo nắng nóng còn duy trì trong vài ngày tới, vì vậy quý vị chủ động giữ sức khỏe. Tương tự, ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay cũng có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trưa nay lên tới 36 độ, thời gian nóng nhất từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Về chiều tối, khi mà cường độ nắng giảm, cộng với gió biển thổi đều, nền nhiệt sẽ giảm dần xuống còn 27 độ, trời mát hơn. Tương tự ở phía Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, từ sáng đến trước 16 giờ chiều trời có nắng, có lúc có nắng mạnh khiến nền nhiệt tăng nhanh lên mức 34-35 độ, chạm ngưỡng nắng nóng. Còn về chiều tối thì mưa dông xảy ra rải rác. Đêm nay và ngày mai, vùng hội tụ gió vẫn duy trì hoạt động trên khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi phía Bắc như là Hà Giang, Cao Bằng và Tuyên Quang. Vì thế, mưa dông vẫn tiếp diễn, cục bộ vẫn có điểm có mưa to trên 70mm, nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất vẫn còn, quý vị nên hết sức cảnh giác. Từ ngày mùng 6, mùng 7 tháng 8, mưa trên khu vực Tây Bắc tiếp tục giảm thêm, toàn vùng trời có nắng.
Thậm chí khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội còn xảy ra nắng mạnh, nhiệt độ tăng nhanh lên mức 32 đến 35 độ, có nơi còn trên 35 độ. Khu vực Tây Bắc mức nhiệt quanh ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Với Trung Bộ, nắng, thậm chí là nắng nóng cũng là trạng thái chủ đạo trên khu vực trong 3 ngày tới. Trong đó, khu vực từ Quảng Bình cho tới Khánh Hòa là nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ, có nơi cao hơn. Các khu vực khác của Trung Bộ nhiệt độ dao động từ 32 đến 35 độ. Dự báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ còn tiếp tục duy trì mở rộng trên khu vực trong những ngày tới, quý vị lưu ý. Trái lại, ở phía Nam, sau một vài ngày tạm giảm mưa thì trong 3 ngày tới, gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động trở lại khiến cho mưa dông quay lại với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa có nơi trên 60mm. Trong mưa dông, quý vị vẫn cần đề phòng với dông sét và gió giật mạnh. Do mưa tăng nên mức nhiệt ban ngày có xu hướng giảm nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ là từ 31 đến 34 độ. Trên biển, trong 3 ngày tới, gió trên khắp các khu vực của Biển Đông có hướng Nam đến Tây Nam với cường độ ở mức cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, trời ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa giảm còn từ 4 đến 10 km trong mưa.